Alo, một mình mà ăn nhiều thế này á? Tỏ chim mùa à? À, cô bảo là cô nấu thổ một nồi mềm mén to để lúc nữa em già đi đón thầy cúng về cúng cho cô. Rau rau này có khói nhìn đúng không? Vừa mới đun sôi, xong rồi chắc lại nằm xuống. Rồi ạ, không cúng nữa đi viện thôi. Chứ đi là mua dĩ sánh sản à. Mẹ của em già cũng bảo là nấu cơm đợi thầy cúng. Còn em già đây thì cũng bảo là đi viện thôi, có tiền thì đi viện thôi. Nhưng mà mẹ của em già bảo là vay được có mỗi 500 nghìn từ chỗ bác của cháu trải ấy, về để cúng thôi chứ mẹ em già một mình đi thì cũng không ai trong nhà. Còn... Nhưng cái cột này mà để mà vắt lên trên kia mới đục thì cũng rất là nạm luôn. Một mình có thể vắt được rồi. Hôm qua không đục nạn lắm cô bác ạ. Bây giờ là một mình vắt được rồi. Thôi nhìn là như thế này thôi. Cây này chưa ráo nước ấy, vẫn nạm. Khuê, gặp ấy. Ôi, rau nhủ lìa thế đó. Xin hả? Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em già cũng đang có mặt tại ngôi nhà của mẹ của hai bố con em già. Hôm nay em già vào thì cũng tiếp tục vào hỏi thăm sức khỏe của mẹ em già, cũng như là hỏi về xem em già và mẹ của em già có nhờ được ai đi chở cái tép nước cho gia đình ấy. Bởi vì cái tép nước là cũng được khá lâu rồi, không ai đi chở nó. Anh em thì cũng nhiều công việc, cũng hai anh em đi một xe thì cũng không chở được ấy. Thì hôm nay cũng muốn vào đây. Và cái thứ hai nữa là em già cũng vào đây để đi lúc nữa đi xem đỗ thợ đục cái lỗ cột cây sỏi sàn ấy cô bác. Đó thì lát nữa em già sẽ đi ăn trên kia, còn bây giờ thì sẽ đi vào nhà của mẹ em già. Cô ơi, nhớ chơi lỏ. Ồ, vẫn chưa đỡ hả cô? Chị ta xong hết lỏ? Chị ta xong rồi. Chị ta xong nhá. Ở trong này cái gì ấy? À, nào ít cháo đây à? Ồ, này có biết nấu ít cháo để ăn này. Có cô có thuốc gì uống chưa? Không mà chua chỉ hào ta này. Ồ, hắn nói có chua rồi. Nó chua nấu. Nó chua nấu á? Nó chua nấu. Ý hủ mình gì á? Ý hủ gì? À. Ý hủ mà chơi thử bố thức dòng. Ừ. Này cô cũng bảo là cũng đỡ nhiều rồi cô bác ạ. Cô có nhờ ba cháu trả là đi mua thuốc về thì cũng đỡ nhiều. Và cô cũng tự đứng dậy là đi nấu được ít cháo. Nhưng mà do bị sốt cao ấy, cả người của cô là rung rung với cả người đó, thì cô cũng chỉ có làm ở đây thôi. Thế hôm qua già có về không? Nằm ho chết chía trên nền gặp một lò à? Hôm qua thì hai vợ chồng già cũng về, tối thì mới về. Thế sáng nay lị đi đâu rồi? Thà khi đó mua thử nè, thì cho một nó sẽ tạo ra ở trong ăn cơm mà trong nó chảy một tạo ra rồi nó chảy tạo ra. À, hôm qua thì hai vợ chồng về rồi nhưng mà sáng nay lại đi sớm. Không biết là đi vào nhà anh em ở trong này đi ăn cơm, không biết là cơm gì nữa cơ. Là chó đá là hiểu quá chị nè. Uống nhiều đá rồi. À, có nhà anh em ở trên này làm ma khô ấy. Thì sáng nay lại đi sớm giờ chứ về chắc cũng say xỉn rồi ấy. Thế cô ăn chưa? Ăn nọ tao nè. Ăn nọ ấy. Hôm nay con vào đây này. Thứ nhất là con muốn hỏi thăm sức khỏe của cô ấy. Thì cô cũng đỡ nhiều rồi. Với lại cái thứ hai nữa là con vào để xem cô có nhờ được ai không. Có nhờ được em ra đi chở cái tép hộ cô về để đựng nước dự trữ ấy. Thì nó nếu lò máu thì lò xíu xanh thì sẽ dòng mình chỉnh to. Tôi đã khó lò thì ơn thiết sẽ bỏ tao mình tù lò xíu bỏ có chết gì mình nói với thao lúc thông lò đó. Đó để hỏi thế. Thật thế 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 thật thế
Nhanh thì mới kịp, sợ là cũng chưa tâm sự với em già. Hôm trước thì cũng có nghe nói là Mai đi làm thuê rồi. Đó thì cũng không biết là ngoài em già ra thì mình cũng không có người thân ở đâu cả. Không biết nhờ ai. Hai con trai út thì đi làm thuê hết rồi, không ở nhà nữa. Bạn thân thì không thể đi lấy được. Bây giờ mẹ em già cũng bảo là nếu mà anh em hỗ trợ được thì tự chở dưới lên và tự lắp tép cũng như đặt tép cho cô thôi. Đó thì cái này thì cũng khó nhỉ. Nhỏ lì khứ thế ố? Khứ. Ờ, ý chả nhà. Ờ, chứ chỉ chỉ nhỏ, ông thơ chỉ tao từ từ thế. Thơ đấy mới là kê ê ô. Thì cái thơ chúng sẽ thơ. Em à, ê chứ chứ. Chứ nên thơ mới tư lối chôn à. Ông mà ông ê tao nó, ông mà ê tao nó. Ê tao à? Ừ, tao. Mà bé thao tôi mà bé. Ý lúc chê bé ố tụ này thì bé chả thao nà. Dù mà chôn. Đừng đưa chê lo mà kì kì lo. Chê lo ý mà nó, à nè hông đâu mà. Nếu chơi lòng chơi chỉ đọc bốn là thế thao mà tính luôn mềm in đọt 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 nghỉ nhẹ thế này nhớ chứ chân tí tụi chơi chỉ mua lít đỏ nó mà thôi chơi gì mà mình chơi chỉ có số một số chơi chỉ mình thao nè. Mẹ em ta bảo là nếu mà anh em hỗ trợ được thì giúp chở lên, còn không thì xem thế nào thì anh em cũng tự thuê xe ô tô lên thôi. Đó thì thật sự thưa cô bác là như thế này, anh em thì hai anh em đi một xe thì cũng không dư chỗ, còn nếu mà xe ô tô mà trở về thì cũng thêm tiền cước xe thì cũng rất là đắt đỏ. Nếu mà em già mà nhà hoàn đặc cô nhờ được ai thì cái này đổ san thôi thì không bao nhiêu cả, bởi vì trước cái tép của em già là anh em cũng đi chở ngoài vào đấy cô bác đó, bởi vì bây giờ không có chuyến vật liệu vào trong này để đi kèm với cái tép đó. Cho nên là mấy cái tép thôi thì cũng là một cái tép mà đi cái xe ô tô vào cũng cũng không ấy, cũng khó ấy. Khó nhỉ. Đây, cái mén mén này là mén mén từ hôm qua hả cô? Ừ. Cho mỏ này, cho mỏ nào mỏ à? Ô tô hả? À. Alo, một mình mà ăn nhiều thế này á? Tỏ chim mùa à? À, cô bảo là cô nấu thổ một nồi mềm mén to để lúc nữa em già đi đón thầy cúng về cúng cho cô. Nhưng mà em già lại đi ăn cười bên kia rồi, không ai đi đón thầy cúng. Thế là nấu mềm mén để thôi. Đây, ở trong này thì cũng thấy một nồi có khói lên đây này. Đấy, rau này có khói lên đúng không? Vừa mới đun sôi. Xong rồi chắc lại nằm xuống. Trời ạ. Không cúng nữa, đi viện thôi. Chứ đi là mua dĩ xanh sẵn à. Hù mà dĩ xanh chua thế. Chứ mà lưỡi lỗ chê là. Ô lỗ chê mua thì chó chứ hắn đi nè. Chứ mà tôi dù bè kinh này. Thì tú này. Một bè tài chánh cả dù. Tà chánh kìa dù nọ mà. Nó chỉ mua chê nó mua nọ thế nè. Mà ông không mua chi hợp lý? Không mua trái chi này. Trái chi hợp lý thì mua trái chi mua ít xanh nhỉ là? Trái chi hợp lý thì cái tên trái này mấy trái chi hợp lý là cái tên trái này mấy trái chi hợp lý là cái tên trái này mấy trái chi hợp lý là cái tên trái này mấy trái chi hợp lý là cái tên trái này mấy trái chi hợp lý là cái tên trái này mấy trái chi hợp lý là cái tên trái này. Còn em già đây thì cũng bảo là đi viện thôi, có tiền thì đi viện thôi. Nhưng mà mẹ của em già bảo là vay được có mỗi 500 nghìn từ chỗ bác của cháu trả ấy. Về đây cúng thôi chứ mẹ em già một mình đi thì cũng không ai trong nhà. Còn đi bên bệnh viện khi mà người ta truyền rồi thì cũng không đi mua cơm được ấy. Không ai chăm sóc, nhưng mà cái này không cần mà. Mình đi lại được thì mình có thể là, hoặc là trong phòng đấy mình có thể nhờ ai lấy cơm mà. Nhưng mà sao mình ý xanh hả lò? Ô mù ý xanh cả ơ. Nè ô mù chứ mình tu bè cứ mà. Chứ mà thành tu mà ô mù cho bè mà. Ừ, mua cho cứ tìm không mà lâm mạng đi. Mua cho cứ tìm không mà. Thì tu mù nhớ giờ tu sốt mà. Chứ cả nhóc về giờ lúa à. Mình chênh phong rồi mà. Ừ, tu sốt lúa rồi. Tớ đây tớ đến sàn tình em trai rồi. Cô bảo là cô thấy cảnh mà người mất ở trong bệnh viện là rất là nhiều rồi. Cô cũng rất là sợ đi trên kia không có con cái nữa. Ở nhà thả mua thuốc uống vậy cúng thôi. Không chịu đi. Thế thì con cũng bất lực rồi.
xuân nó phải mùng sinh mới là tối thì tối sẽ săn điền chay. Con bất lực rồi, bởi vì con cũng không thể là đưa đi được. Con nhiều công việc nữa ấy, bởi vì cô là có con này như em già cũng như là hai cậu con trai nữa thì thôi. Thì tùy cô vậy, nhưng mà cái tép là mua về thế đạp ở đâu? Lulu thôi giờ thì vô lò ni cho khó thử. Đó nhá. Ốc sao tàu rồi. Mà sao mà muốn sửa cho. Lấy con đầu á? À. Mà ơi, cho ăn tổ. Người thì đi lại ngã ngửa kiểu như say rượu, không biết là cô thiếu rượu hay là như thế nào của bác. Nhưng mà họ biết chơi tập vừa rồi. Chị Hồng nữa. Chị Hồng nữa. Sao họ biết chơi gì thì rồng gì à? Chị Hồng nữa, không đi nữa, không đi, không đi. Cho nè. Kỳ hay nghe. Kỳ hay đó là chị tàu chế hả? Chị cháu thì có xe mà, ô xe chi nị. Má thì cho tàu lúc thông hộ, mà nị thì tàu đây hả tôi. Ô cái kia này ở chỗ này mà chưa tụt đá ca gặp một hậu đẹp bóng này chưa tụt đá ca tua nè thấp quá cái này thấp không thể đạt ở trong này được. Chị Dung à, là chú không đấy chị Dung, nhưng mà tỉnh nhở? Tỉnh á? Ờ đâu cứ chơi ní đó là tì mà không đâu. Ờ con này một tì rồi hình như là sỏ à, ô cứ chơi sỏ nè sỏ ní nè. Ở đây này, hay là đạp ở trên này? Chỗ này được không xía đâu. Ờ, mình còn phải kê nữa, không phải như thế thôi. Đây, cô bảo là cái này thì cái này cao quá, nhưng mà theo em già cái này không cao đâu. Mình thấy còn phải kê lên nữa. Kê lên nữa thì mới ấy. Còn không thì đạp ở bên trong kia hẹp và thấp quá, không kéo được vào nhà. Ờ chị chắc có sự mà hao chén mà. Hay đặt trong này còn không thì đặt bên kia thì vẫn phải kê. Ở trong này vẫn phải kê. Ừ. Chị không đi sản rồi. Ờ, không sản rồi mà. Không sản rồi. Kì mà mặt xỉ mà. Ờ, ở trong này mới không vướng cái gì kìa. Mình lấy nước thì kéo cái vòi đi vào nhà. Khi mà bật nước thì mở luôn. Còn lấy từng xô đi. Bởi vì đi đi vệ sinh là đi chung với cái của con rồi, của già rồi. Thì mình tắm rửa thì đi vào nhà già đây là cũng lấy nước cũng dễ. Ở đây lấy vào đây thì cũng dễ thôi. Cũng gần mà, nhà già thì cũng gần nước mà. Nên này cửa của em già là đây. Cái cửa phụ đi tắm bên trong này thì cũng có thể là cho mẹ đi tắm nhờ được mà, hai mẹ con mà. Ừ. Ở đây thì được nhưng mà phải kê cao, hiểu không? Ừ, như tỉnh xíu xíu. Thêm nhóc con đi bài ớt là chỉ tầm đâu nữa. Ừ. Ừ. Đấy. Như thế đó mà sao bừa bộ đấy, không quét dọn trước sau cửa à? Cô. Như thế thì quyết định là để đằng sau, nhưng mà bây giờ cô phải nhờ người đi chở tép. Còn chở tép ấy, còn không thì cái một cái tép thôi, mình thuê xe ô tô thì cái tép nó không to bằng cái của nhà cháu trả ấy. To bằng đấy làm sao mình có tiền mua. Mình lấy con lấy cái vừa vừa thôi. Thì xe máy chở cũng được. Còn xe ô tô chở là phải một cái bé thì không bó. Người ta lấy cước cao ấy. Ô tô vào bên đây mà 1 triệu tiền thì cũng mất mất không. Đấy, một nửa của cái tép. Nha, chứ ăn thiên hành à? À, chứ bọn này muốn thiên hành nó. Muốn thiên hành thâu về. Nhưng mà, chứ gì lỏ má chứ chào chứ gì? Mà thật thì thâu, cho bên nó chứ gì mà rồi. Hay à, ô chào chứ gì là càng hợp càng nạc kỳ thâu. Nạc kỳ mà rồi là sẽ càng hợp thế rồi. Ừ. Thế chào thì càng hợp thế rồi. Thế muốn mà hải tiết dương? Ừ. Ờ. Là cái cái mà vâng, thưa cô bác là hôm nay em già vào thì cũng thấy mẹ của em già là cũng khỏe nhiều rồi, và cũng bảo nhiều người đi chở cái tép dùng, nhưng mà mẹ của em già cũng bảo là không nhờ được ai ấy, thì cũng không biết phải làm sao cả. Cái này thì em già sẽ đi vào đi về nhà để bàn với anh em ở đội
đợi tin xem nào. Nếu mà mình có thể bố trí được, mình trở lên được thì cũng sẽ hỗ trợ cho mẹ em già. Còn mẹ em già mà nhờ được người ấy thì cũng sẽ cho thanh niên đó đi chở và mình sẽ đổ xăng cho thanh niên đó. Còn bây giờ thì em già chắc là cũng sẽ đi cập nhật cái đục cây cũng như là vác cây lên nhà em nô và cả plô nữa. Thì em già xin mời cô bác theo chân anh em đi lên trên kia. Đây cô bác thì anh em già cũng vào đến đây rồi. Chào anh em nhá. Xong chưa? Chưa. Chưa. Còn còn mấy cây nữa? Hôm nay là có các chị về hộ làm đây. Các chị vào đây hết rồi. Sáng nay là chở hết plot đi rồi à? Vậy cây sàn ấy. À đòn tay. Ồ, à nên nên chở phao là ẻ đó. Ở nó cứ cặp đấy là. Nhô. Đây. Đây là cái tiền tiền đây thưa cô bác là do là cái cột đấy cũng cũng to cho nên là anh em đục lỗ và xẻ bóc hết vỏ đi để đỡ nặng cô bác ạ. Đó. Nhưng cái cột này mà để mà vắt lên trên kia mới đục thì cũng rất là nặng luôn. Hôm qua em nô đi bóc cũng như là ba bốn anh em ba bóc ở trên này thì cũng cô bác cũng biết rồi, rất chi là nặng luôn. Thanh niên vác cũng không vắt được ấy. Đó. Còn cái cây này thì sắp được rồi, còn hai cây ở trong này nữa. Đây toàn bộ cột là ở trong này hết à? Tất cả sáu cột chưa lên hết cái gì? À, đây còn các chị em thì đây các chị em thì đang vát, bởi vì anh em làm ở trong này thì chị em vát lên để anh em làm xong thì các chị là cũng vát đi hết rồi. Đó. Nhanh nháo. Này, cây này là cây đòn tay của bác ạ, đòn tay. Đây cô bác, để cháu già thử nhá. Cây này là đã đục chán rồi, đục xong rồi nhá. Đây, một lỗ đây và có những khe đây là cây sàn và sau khi đục xong thì cây này sẽ nhẹ hơn. Đây, một mình có thể vát được rồi. Hôm qua không đục nặng lắm cô bác ạ. Bây giờ là một mình vắt được rồi. Thiết kiện một tổ. À, thiết kiện hả? Thiết kiện. Cái này là nhưng mà bây giờ nhẹ hơn rồi. Hôm qua chưa đục nặng lắm. Bởi vì cây cột này là rất là to luôn. Còn ở bên trong này nữa. Đấy, anh em là còn phải cưa như thế này thì mới đục. Ui, thấy đạp cầu này. À một thật trời chứ mấy. Cái cưa này chưa thấy bao giờ ấy. Ai da. Cái cưa nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh. Có 102. Đây cô bác, ở dưới thì các anh em đang xẻ dưới, còn ở trên này thì có các chị em như hôm qua nói thì cũng hộ các anh em là vát ở dưới kia lên. Đó. Nam nha nha phò. Nha hay nha. Đấy. Được rất là nhiều cây luôn. Cái này để sáng nay vác cả ngày rồi, các chị em cũng bảo là rất là mỏi và đau vai rồi. Đó, các anh em thì cũng xẻ những cái sàn này để cho nhỏ nhỏ một chút mới vát được. Tuy nhiên là như thế này thôi, nhìn là như thế này thôi. Cây này chưa ráo nước ấy, vẫn nặng cô bác ạ. Đó. Còn là plô thì ở đây. Plô thì lấy vào đây hết rồi.
cả cái này tuần giỏ lắm ha. Tuần giỏ. À, sáng nay cả ba vợ chồng anh chị là cũng vào sớm rồi. Tất cả cái cột cũng như là ván, mọi thứ là vào rồi. Chị em nô đâu ấy? Nóng đi. Ờ, nếu mà tao học rồi. À, em nô cũng bảo là hơi nhức đầu ấy. Hôm qua do cũng do là đi vát nạm với lại đi bóc cây ở dưới kia lên. Em nô cũng hơi nhức đầu. Em nô vừa mới ăn ít cơm xong làm rồi. Thì ở trong này thực sự là cũng không bao nhiêu việc cô bác ạ. Ở dưới kia do là anh em nổ mái đột thì cũng ồn ào quá ấy. Anh em mới lên trên này trước để đón các chị em ở trên này. Ở dưới thì còn 6 cái cột nữa là về hết rồi. Như cái sàn là đây, cây sàn ở bên ngoài này là cũng vào hết đây rồi cô bác ạ. Cây sàn này hôm qua là một mình không vát được cơ, nhưng mà anh em bảo là thôi xẻ cái bìa đi để nhẹ một tí. Thì hai chị em phụ nữ là mỗi người một đầu là cũng vát hết đến đây rồi cô bác. Đó. Bởi vì to quá thì mình ở trên nóc ấy phải có cái thanh sàn ngang kia mới đỡ nạm được. Còn không thì những cái cây đòn tay mà nạm quá, cái cây sàn mà bé thì cũng liên quan đến plô nạm, thế thì không đỡ được cô bác. Đó, cho nên là anh em cũng có tự thảo luận và bố trí làm sao để hợp lý làm xong cái chuồn cho em nô. Đó, còn bây giờ thì đi bảo chị xong là tí chắc chị xem mấy cái gốc cây chuối này. Xong anh em đỗ thợ lên nữa thì mình chặt bớt cây chuối đi để thoải mái cái nền làm chuồn rộng rãi một chút cô bác. Thì chị cũng bảo là cái chuối này ấy, mấy cái gốc chuối này là cũng của gia đình hết thôi. Thì em già vừa mới hỏi chị bảo là thế có bắt được mấy cái gốc chuối này vứt đi không. Thì chị cũng bảo là thôi bè cũng không có con bò với con lợn đấy. Thì cái này mình chuối ăn quả thôi, cũng chưa có quả chuối. Mình có thể là chặt bớt đi và phá hết gốc đi. Đó, còn hôm trước thì cũng bảo là cái đá này nặng, nhô cao quá ấy. Thì mình có thể là làm một góc chặt, mình đợt một góc đi. Và mình sẽ làm ở góc này cô bác ạ. Còn trên này đá nhiều quá, sợ là mình kể cả có kê lên ấy, mình cũng không ấy. Còn máy đục thì ở trên này có máy đục, nhưng mà tí xem độ thợ ý kiến độ thợ thế nào với em già sẽ điện cho em Dương. Trước là bố trí là cái khu chuồn là sẽ ở đây, và sau này thì sẽ thấy cỏ bò ở đây và làm cái tấm nóc úp lên trên này luôn đấy, thì sẽ thoải mái và hợp lý, hợp vệ sinh. Đó, còn ở dưới thì mới vệ sinh, với lại từ ngoài nhìn vào nó không hay ấy. Thế cô bác thì anh em cũng hỏi được chị thì cũng tiến hành là chặt chuối luôn, để tí anh em làm trong này luôn ấy. Bởi vì chuối này là chuối nhà thôi. Chị cũng bảo là hỏi anh Sùng thì anh Sùng cũng có đồng ý. Và rất là vui là anh em cũng có được các cô bác hỗ trợ làm chuồn. Ai呀 ừ, to quá. Hôm nay anh em đỗ thợ cũng có quyết định là sàn được cái nền và làm luôn con bá, bởi vì ở dưới là cũng đục được lố cột rồi. Anh em cũng muốn là hôm nay bắt buộc phải làm xong. Nên tiếp thu. Ôi à. Cái này mà có bò với lợn thì khỏi phải nói rồi. Cho nhu nào nó. Cho một mồi nhu nào hết mà. Ờ. Yo chỉ ở nhà bếp thiệt chú.
cũng bảo chị là chạc hết khu này luôn cô bác ạ. Bởi vì chị bảo là vướng quá. Cảm ơn. Ôi rau nhủ lìa thế đó. Xin hả? Chị cũng bảo là chị rau em nô cũng bảo là hôm nay cũng vui vì có các chị em ở dưới kia lên hộ nữa. Còn nguyên chị dâu của em nô một mình. Vậy đi nhờ chị em ở trên này thì cũng khó ấy cô bác. Đó. Con to tuổi chưa? Yên chỉ tồn ra mãi mà mãi yên chùa ta chưa? Không muốn to sát rồi nhé. Có một bồn chúa ở trên này thì chị cũng bảo là nếu mà đẻ được thì đẻ bồn chúa cho sau này được ăn đấy. Dạ, nhìn thấy đấy, tại chị tông đấy. Ôi da, ớt chị háo rồi đấy. Cái nữa, biết chạy tôi chưa? Hình chỉnh rồi nó hơi trái rồi. Đây là tụi mình to hả? Ở giò nào? Chưa to tụi chưa? Chết tộc chưa? Đấy. Trái mà không phải mua nhiêu mà hả? Thả nó. Đấy cái này thì tí lấy cái lá đi ấy, lấy lá đi cho con bò ăn ấy. Yên chỉ ra cho rồng bú nhu à? Ờ. Cả cái thân này bò cũng ăn mà, có bò ăn hết. Thưa cô bác là hôm nay em Dương thì cũng có anh em cũng có phân công ấy. Em già trên này để thiêu gió anh em làm. Còn em Dương thì cũng đi vào hộ hoàn cảnh khác đấy, bởi vì có hai anh em rồi. Bây giờ là mình cũng tách đi để mới hiệu quả công việc đấy. Ồ, to quá đây. To như cây cột luôn, như cây này mà vào mùa đông mà cho con bò ăn thì khỏi phải nói rồi. Vâng, thưa cô bác là lúc nấy thì anh em có dọn được cái mặt bàn để làm chuồng rồi. Tuy nhiên là anh em đội thợ cũng bảo là thôi thì mai làm, bởi vì bây giờ cũng khá muộn rồi ấy. Với lại còn thiếu đinh đóng nữa. Đó, thì mai anh em mới làm thì anh em trong team sẽ mua đinh về và làm luôn một thẻ cho hoàn thiện cái chuồng cho em nô. Thật sự anh em đội thợ là cũng làm rất là nhanh và hiệu quả, bởi vì đưa cả vợ về hộ vát để ba anh em tự làm ấy thì sẽ nhanh hơn, mỗi người một tay thì nhanh hơn. Tuy nhiên là để mà đội thợ bảo là để mà xong ấy thì bây giờ cũng khá muộn rồi, bây giờ hơn 4 giờ tí rồi, không thể mà dựng chuồng và đi không kịp đi một đinh ấy của bác ạ. Đó, còn bây giờ thì cũng khá muộn rồi, có lẽ em già cũng xin dừng cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.